Chào mừng các em đến với kênh lời giải hay.com Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài Chuyện An Dương Vương và Mỹ Châu trong Thủy Sách giáo khoa ngữ văn 10 tập 1 trang 39 Chúng ta đi vào phần kiến thức cơ bản Về truyền thuyết Khái niệm, truyền thuyết là loại chuyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử Thường có các yếu tố tưởng tượng kỳ ảo, Chuyên thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử được kể. Về đặc trưng, đề tài thường lấy từ lịch sử những vấn đề có ý nghĩa trọng đại, sử dụng các yếu tố tưởng tượng hư cấu. Nhân vật thường được xây dựng đơn giản, có sự kết hợp kỳ lạ giữa những nét đời thường, thế tục với những nét phi thường kỳ ảo, có chuyện đơn giản, ít tình tiết. Hai là về tác phẩm. Về bố cục thì có 3 đoạn. Đoạn thứ nhất là từ đầu đến Bèn Sinh hoa An Dương Vương được thần giúp xây thành, chế nỏ để bảo vệ đất nước. Đoạn thứ hai là tiếp đầu đến dẫn vua xuống biển. Cảnh mất nước nhà tan. Đoạn thứ ba là đoạn còn lại, thái độ, tình cảm của nhân dân đối với An Dương Vương, Mỹ Châu và Trọng Thủy. Về nội dung chính, chuyện An Dương Vương và Mỹ Châu Trọng Thủy là một cách giải thích nguyên nhân việc mất nước Âu Lạc qua đó, nhân dân ta muốn nêu lên bài học lịch sử về tinh thần cảnh sát với kẻ thù và cách xử lý đúng đắn với mối quan hệ giữa riêng và chung, giữa nhà với nước, giữa cá nhân và cộng đồng. Chúng ta sang phần đọc hiểu văn bản. Câu hỏi thứ nhất, dựa theo cốt truyện và hãy tìm những chi tiết liên quan đến nhân vật truyện An Đa Dương Vương. Trên cơ sở các chi tiết, các anh chị hãy phân tích. Do đâu mà An Dương Vương được thần linh giúp đỡ kể về sự giúp đỡ thần kỳ đó? Dân gian muốn thể hiện cách đánh giá như thế nào về nhà vua? Các chi tiết liên quan đến nhân vật An Dương Vương An Dương Vương xây thành nhưng thất bại An Dương Vương được rùa vàng giúp xây thành và chế nọ thân Vua đánh thắng triệu đà lần thứ nhất Vua chủ quan khi triệu đà đem quân đánh Vua thất bại và chém chết Mỹ Châu An Dương Vương được thần linh giúp đỡ bởi nhà vua đã có ý thức đề cao cảnh giác, sớm lo việc xây thành đắp lũy và chuẩn bị vũ khí để chống giặc ngoại xâm. Tưởng tượng ra sự giúp đỡ thần kỳ này, nhân dân ta đã tỏ lòng ca ngợi công lao của nhà vua và tự hào về việc xây thành, chế nỏ cũng như những chuyển công trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước của dân tộc ta. Sự mất cảnh giác của nhà vua được biểu hiện thế nào? Sự mất cảnh giác của nhà vua được biểu hiện Là sự thất bại của An Dương Vương bắt đầu từ chỗ nhà vua chấp nhận lời cầu hòa và thêm nữa Còn cho trọng thủy về ở rể Trong sự việc này, An Dương Vương đã tỏ ra mơ hồ về bản chất ngoan cố của kẻ thù Tỏ ra mất cảnh giác hơn nữa việc mất nước còn do nhà vua chủ quan ỉ vào có vũ khí lợi hại nên đã không đi phòng khi quân giặc tiến công. C. Sáng tạo chi tiết dù vàng, Mỹ Châu, nhân dân muốn biểu lộ, thái độ, tình cảm gì đối với nhân vật lịch sử An Dương Vương và việc mất nước Âu Lạc. Nhân dân ta gửi gắm lòng kính trọng đối với vị vua anh hùng dũng cảm, con người sẵn sàng hy sinh những tình cảm riêng tư để giữ tròn khí tiết và danh dự trước đất nước non sông. Phê phản thái độ mất cảnh giác của Mỹ Châu đồng thời cũng là lời giải thích nhẹ nhàng nhằm xoa dịu nỗi đau mất nước. Câu hỏi thứ hai, về việc Mỹ Châu lén đưa cho chồng thủy xem nó thân, có hai cách đánh giá như sau. Mỹ Châu làm vậy chỉ là thuận theo tình cảm vợ chồng mà bỏ quên nghĩa vụ với đất nước, Mỹ Châu làm theo ý chồng là lẽ tự nhiên hợp lý, ý kiến riêng của anh chị thế nào? Cách lý giải thứ nhất. Mỹ Châu làm vậy chỉ là thuận theo tình cảm vợ chồng mà bỏ quên nghĩa vụ với đất nước, việc làm của Mỹ Châu là do quá trọng tình cảm cá nhân mà thiếu sự suy xét. Cách lý giải thứ hai, Mỹ Châu làm theo ý chồng là lẽ tự nhiên hợp lý. Cách lý giải này có thể được xuất phát từ luân lý của chế độ phong kiến là khi người phụ nữ đã xuất giá thì phải nhất nhất theo lời chồng. Tuy nhiên, cả hai lý giải trên đều chưa hợp lý và chưa được suy xét tàn diện. Mỹ Châu là một nạn nhân của âm mưu chính trị. Đối với chồng, nàng chỉ là người vợ trọng tình và cả tin, nhưng đối với quốc gia, nàng mang trọng tội không thể tha thứ được. Câu nói cuối cùng của Mỹ Châu đã khẳng định tấm lòng không mang mưu đồ hại cha bán nước, mà chỉ là bị kẻ gian lợi dụng đã chỉ rõ bản chất đáng thương nhiều hơn đáng trách của Mỹ Châu. Câu hỏi thứ ba, Mỹ Châu bị rùa vàng kết tội là giặc, lại bị vua cha chém đầu, nhưng sau đó... Máu nàng hóa thành ngọc trai, xác nàng hóa thành ngọc thạch Hư cấu như vậy, người xưa muốn bày tỏ thái độ và tình cảm thế nào đối với nhân vật Mỹ Châu Và muốn gửi gắm gì cho thế hệ trẻ muôn đời sau Thái độ và tình cảm của nhân dân đối với nhân vật Mỹ Châu Là để rùa vàng kết tội bị vua cha chém đầu nhân dân ta đã nghiêm khắc trừng trị tội ác của kẻ bán nước Nổi rào cho giặc, dù đó là vô tình hay cố ý Điều này xuất phát từ lòng truyền thống yêu nước, lòng tha thiết với độc lập tự do để máu nàng hóa thành ngọc trai, sát nàng hóa thành ngọc thạch, nhân dân đã chứng minh tấm lòng trong sạch của Mỹ Châu khi không cố tình để lộ cơ mật quốc gia cho giặc. Qua đây cũng thể hiện sự bao dung, bị tha của nhân dân ta với lỗi lầm của Mỹ Châu. Nhân dân muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ trong việc giải quyết mối quan hệ giữa nước với nhà, giữa việc chung với việc riêng, giữa cá nhân với cộng đồng, cân tỉnh táo, riêng tư phân minh để giải quyết các mối quan hệ được trọn vẹn hòa thuận. Câu hỏi thứ tư, trong thủy gây nên sự sụp đổ cơ đồ Âu Lạc và cải chết cho Mỹ Châu, vậy anh chị hiểu như thế nào về hình ảnh ngọc trai giếng nước? Hình ảnh ngọc trai giếng nước là một hình ảnh đẹp và giàu ý nghĩa. Chi tiết máu của Mỹ Châu khi chết đi được loài trai ăn phải thì hóa thành ngọc trai đã chứng thực được tấm lòng trong sáng của nàng. Việc trong thủy gieo mình xuống giếng đã thể hiện sự hồi hân của nhân vật khi đã phụ người vợ của mình. Việc ngọc trai kia đem rửa trong nước giếng này lại càng sáng đẹp hơn, còn nói lên rằng trong thủy đã tìm được lời hóa giải trong tình cảm của Mỹ Châu ở thế giới bên kia. Nếu đứng ở bình diện này, ta càng cả cảm thấy sương sót cho mối tình của Mỹ Châu trọng thủy. Câu hỏi thứ 5 Từ những điều đã phân tích, anh chị hãy cho biết đâu là cốt lõi lịch sử của chuyện và cốt lõi lịch sử đó được dân gian thần kỳ hóa như thế nào? Cốt lõi lịch sử của chuyện – Nước Âu lạc thời An Dương Vương được dựng lên có thành cao hào sâu vũ khí đủ mạnh để chiến quân xâm lược triệu đà sau đó lại để mất nước vào tay triệu đà và cao lỗ là người sáng trí ra nỏ thân chính là nỏ liên châu cốt lõi lịch sử được dân gian thần kỳ hóa nhân vật rùa vàng xuất hiện thần kỳ hóa chiến công xây thành chế nỏ của dân tộc ta mối tình ngụy châu và trọng thủy được thần kỳ hóa để giải thích cho việc mất nước nhằm giảm bớt nỗi đau Chi tiết Mỹ Châu và trọng thủy hóa ngọc trai và diệt nước nhằm thể hiện sự trong sạch của Mỹ Châu và lòng trung thủy của trọng thủy. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em soạn bài Chuyện An Dương Vương, Mỹ Châu và Trọng Thủy Các em hãy truy cập vào trang lời giải lay com để tham khảo những bài soạn khác nhé Chúc các em học tốt